Bài hát Nghe Thơ ra mắt từ tháng 9 năm ngoái của Tăng Duy Tân và Phong Max bỗng nhiên được giới thiệu ra quốc tế sau khi một fan ghép vào video BTS biểu diễn. Đoạn nhạc bắt tay trong ca khúc này được nhiều người biết đến sau khi một fan của BTS ghép vào video V và RM đánh vai trên sân khấu, vô tình ăn khớp với giai điệu. Đoạn nhạc này được sử dụng khá phổ biến tại Nga, chủ yếu được cộng đồng fan các nghệ sĩ nhóm nhạc ghép vào video thần tượng biểu diễn trên sân khấu. Và thế là điệu nhảy đánh vai trên nền ca khúc Ngây Thơ được trở thành trò vui mới. TikToker từ khắp nơi trên thế giới như Nga, Hàn Quốc, Thái Lan đã nhanh chóng bắt nhịp. Đoạn nhạc đã sử dụng 72,5 nghìn lần trên nền tảng TikTok. Điều đặc biệt ở đây, Ngây Thơ đã trụ vững top 1 trên TikTok và gây sốt trong nhiều tháng qua. Ca khúc đã trở thành trending không chỉ ở Việt Nam mà còn nổi đình đám ở Trung Quốc. Với lối tư duy âm nhạc nhạy bén, ca từ lôi cuốn, thu hút mà ca khúc Ngây Thơ đã gây sốt xinh xịt đến tận bây giờ, khiến cho hàng trăm, hàng triệu bạn trẻ yêu mến âm nhạc và thích thú với những trào lưu hot đều không thể bỏ qua bài hát này. Trước Ngây Thơ, một ca khúc Việt Nam khác cũng gây sốt trên TikTok, tạo ra trào lưu điệu nhảy đánh hồng và điệu nhảy đếm số cực sexy, đó là 2 phút hơn của Pháo. Độ nổi tiếng của ca khúc nhanh chóng đã không chỉ dừng lại ở trong nước. Trên TikTok, rất nhiều các bản cover điệu nhảy gây bão này đã được đăng tải và thu hút về hàng trăm, thậm chí hàng triệu lượt xem. Điệu nhảy lắc không của một nhân vật hoạt hình Nhật Bản cũng đã khiến cộng đồng mạng phát sốt nhờ giai điệu bắt tai cùng vũ đạo vô cùng dễ dàng để người xem có thể bắt chước nhảy theo. Và dĩ nhiên như mọi lần, giai điệu gây bão này không thể lọt khỏi tay các fan K-pop được. Nhanh chóng, người hâm mộ đã ghép hàng loạt các thần tượng nổi tiếng như SNSD, Twice, ITZY, BTS vào cùng vũ đạo trên nền nhạc của 2 phút hơn. Quả là sự sáng tạo của fan là vô hạn. Video ra lò tưởng không khớp mà khớp không tưởng, thậm chí còn nhận về lượt xem rất khủng. Trong đó, có một phiên bản vũ đạo của 2 phút hơn khiến các fan K-pop đã phải cười ra nước mắt vì sự sáng tạo cùng vốn hài hước sẵn có của thần tượng được đề cập đến trong video. Và khổ chủ được nhắc đến ở đây chính là Park Shin Young, ông trùm của JYP Entertainment. Cảnh Park Shin Young nhảy trên nền nhạc của 2 phút hơn cực khớp cũng như biểu cảm gây cười của chính chủ đã khiến ai xem cũng phải phục chủ thớt vì đã tìm ra clip cũ của JYP quả là hợp thế này. Truy tìm nguồn gốc của cơn bão này, khán giả mới nhận ra ca khúc có vô số lần được phối lại và phiên bản hot nhất hiện nay chỉ là một trong số đó. Ca khúc 2 phút hơn được thể hiện bởi Pháo cùng sự phối hợp của producer Matthew. Pháo, tên thật là Nguyễn Diệu Huyền, cô nàng sinh năm 2003 này đã nhận về vô số sự chú ý từ khán giả qua màn thể hiện đầy ấn tượng tại King of Rap. Cũng nhờ 2 phút hơn, cô nàng đã trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên có sản phẩm lập kỷ lục nô quanh bảng xếp hạng Shazam toàn cầu. Tạo nên cơn sốt không nhỏ vào đầu năm 2020, nhưng đến cuối năm, 2 phút hơn một lần nữa lại gây bão nhờ phiên bản phối lại của Kaiji Remix. Kaiji tên thật là Lê Hoàng Kỳ anh chàng DJ đến từ Bắc Ninh này đã cho ra mắt phiên bản Remix cho 2 phút hơn vào tháng 3 năm 2020. Nhưng chỉ đến 2 tháng cuối năm, bản Remix của anh mới được thực sự trở nên bùng nổ và thu hút hàng triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội. Cá biệt, các video sử dụng nhạc nền là bản remix của Kaiji được đăng tải trên YouTube còn có lượt xem cao hơn cả video gốc lên tới hàng triệu view.